Hello, xin chào Việt Nam trong trái tim tôi. Gửi lời chào đến quê hương, đến Đảng Cộng sản Việt Nam, với đất nước Việt Nam tôi yêu. Dù ở phương trời xa, nhưng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ tốt, đập tan những âm mưu cái lũ bao que xỏ lá, cái lũ khu gách áo ôm. Cái đám bao que xỏ lá chống cộng bên Mỹ rất là buồn cười nha. Thật là buồn cười nha. Nó nói là tôi gút đầu, tôi không dám chạy, tôi không dám đi ra. Bà mẹ chúng mày, cái lũ bao que xỏ lá chống cộng, cố mà đi kìm ông nội mày đi. Để mẹ chúng mày, chúng mày quay mỏ về Việt Nam, chúng mày bới lông tìm vết, chúng mày vạch lá tìm sâu, chúng mày nói xấu, chúng mày xuyên tạc. Ông nội mày qua bên Mỹ, ông nội mày vạch mặt chúng mày, vạch mặt cái lũ đạo đức giả, cái lũ chống cộng, cái lũ bao que xỏ lá lừa bịp như cái nồi cháo heo. Để mẹ chúng mày cai cú với ông mày lắm hả? Làm được con kẹt như tao hả? Cái quân, cái phường ăn cướp, cái lũ chống cộng, cái lũ bao que xỏ lá chống cộng ngu xuẩn ông mày. Để mẹ chúng mày điên lên hết rồi, chúng mày khùng lên hết rồi chứ gì. Éo mẹ mày, cái lũ chống cộng bao que xỏ lá khùng điên. Mẹ qua bên Mỹ toàn là đi lừa đảo, lừa bịp, ăn cướp, ăn giật, đủ kiểu đủ cách. Tối ngày thì võ mỏ về Việt Nam, cộng sản ác, cộng sản hèn. Đéo mẹ đi ra hàng Mỹ nó bắn cái đùng cái, đéo dám trả lời, đéo dám nói luôn. Đấy, nó bọt tay vô mặt, cái cú xuống, dạ thưa, cái đồ khốn gá táo ôm. Bà mẹ tụi bay, tụi bay làm được con kẹt cho tao hả? Tao đang ngồi bên Mỹ nè, cái lũ chó, cái lũ mất dạy, cái lũ vô học, cái lũ khốn gá táo ôm, cái lũ chống cộng bao que xỏ lá, đi giũa neo, giũa thấy bà nội cha chúng mày luôn, giũa chết mẹ luôn. Giữa đè Hán Mỹ đen ra còn phải quét đó. Nhiều thằng Mỹ vô tiệm nail đưa cu ra quét cạo cho nó. Mà sống lúc nào cũng quay về Việt Nam. Trời ơi, cộng sản ác chứ dân. Cộng sản ác, cộng sản thế này thế nọ, cộng sản thế kia. Dân tôi khổ lắm. Đéo mẹ chúng mày qua bên Mỹ, chúng mày đi cài như con chó. Chúng mày đi làm, Mỹ nó cóc đầu còn thua con chó. Cái lũ phản động, cái lũ chống cộng ngu xuẩn, cái lũ bao que xỏ lá chống cộng điên khùng. Điệt mẹ chúng mày, má chúng mày, mối hận 30 năm trước bây giờ tao bắt đầu sẽ trả cho tụi mày. Cái lũ chó điên, cái lũ khùng. Điệt mẹ mày, mày chống mà đồng bào, kiều bào ở bên Mỹ kéo nhau ầm ầm về Việt Nam, kéo nhau lũ lượt về Việt Nam. Ta tắm áo ta, dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn. Để mẹ đi sửa cái răng, đi sửa cái vú, cũng chạy về Việt Nam. Bệnh thì cũng chạy về Việt Nam. Bảo hiểm bên Mỹ mắc quá, trả không nổi, không có bảo hiểm. Nó gửi cho cái bill trả cho tới chết luôn. Chui vô bệnh viện mà không có bảo hiểm thì nó quất cho một cái kêu ambulance thôi, $1,000 là minimum. Đúng là cái lũ khô gách áo ôm ô hợp, chúng mày làm được gì tao? Thằng Mỹ mà nó còn chưa dám đụng cái cọng lông chân của tao, nó chỉ cái lũ chống cộng tụi mày hả? Cái lũ bao que xỏ lá, cái lũ ô hợp. Bà mẹ tụi mày, nó cho tụi mày điên lên hết hả? Điên lên hết, điên cho chết mẹ tụi mày hết. Ôi trời, vui quá là vui. Cái lũ cho cái lũ bao que xỏ lá mất dạy, vừa ô hợp, vừa ngu xuẩn, vừa đần độn. Bị vạch mặt rồi tức nhảy lên nhảy dựng lên. Oh man, unbelievable. Ông nội mày cộng sản ngồi bên Mỹ nè, mày làm được cái gì tao? Mày làm được cái gì? Mẹ, ông Trâm ông đang chuẩn bị trục xuất 12.000 cái lũ mà gọi là phạm tội
phạm tội tù nhân ở bên Mỹ đó. Chuẩn bị đi con. Thôi đủ rồi, cho tụi mày chết mẹ tụi mày hết. Cái lũ trời sẽ hại tụi mày mà. Tao nói cho tụi bay biết, trời sẽ hại tụi bay. Ông trời ông có mắt lắm. Ông rất là thương cái dân tộc Việt Nam chúng tao, cái người dân trong nước đang phấn đấu vươn lên. Còn cái lũ bao que xỏ lá chống cộng chúng mày hả, cài cài như con chó, cài như con trâu, con bò, cuốc cuốc về mua được cục thịt bò ngồi đó núp. Đi ra chợ mua được con tôm càng về nhà mừng chết mẹ, đeo lên mạng phê. Uống được chai rượu của Mỹ cái màn đất ơi, nó ngồi nó mừng giống như là má đi chợ mới về vậy. Đúng là cái lũ dòi bò. Cái đám dòi bò, dòi bò, rất là dòi bò. Mà về Việt Nam thì rất là xấu hổ. Việt kiều Mỹ bây giờ hết thời rồi. Mấy cái đám Việt kiều Mỹ mà chống cộng mà bao que xỏ lá hết thời rồi. Chửi cộng sản nhưng mà cũng lò mò giờ xuống đại sứ quán Việt Nam xin cho tôi cái visa để tôi về Việt Nam. Đéo mẹ cái lũ idiot.